lời, dù lời ấy sẽ theo thời gian trôi nói với tôi một lời, dù ngày mai trái đất nứt làm đôi đến với nhau dịu dàng, dù tình yêu có khi đã cạn khô tiếng yêu thương ân cần, rồi tình phai như nắng rơi ngoài sân. Tình yêu ấy sẽ cho em được gì? Tình yêu ấy sẽ cho tôi được gì? Rồi ngày mai trên lối về thấy hạnh phúc ra đi. Ngày hôm qua giữ đôi tay thật gần, ngày hôm nay dấu chân xa nghìn trùng, còn trong tôi trong tiếng cười dấu nghẹn ngào trên môi, đã biết trong thầm lặng là tình yêu có bao lần trôi chân. Dẫu biết yêu một người là hồn nghe năm tháng chút tình vơi, gió cuốn trôi mịt mùng tìm về đâu bóng tôi trong lặng câm. Nói với tôi một lời, đừng lặng thinh như thế giữa niềm đau. Thưởng thức giọng hát tuyệt vời của nữ ca sĩ Hương Thơ với bài hát Nói Với Tôi Một Lời của nữ ca sĩ Diệu Hương, thì quý vị thấy như thế nào ạ? Song Ngân thì rất là yêu bài hát này, và phải nói là Hương Thơ thì đã mang cái bài hát này lên tới đỉnh đối với Song Ngân. Thì Hương Thơ có cảm xúc gì mà hát bài hát này nó hay đến thế? Hương Thơ lúc nào cũng yêu dòng nhạc Diệu Hương, và Diệu Hương cũng là một người bạn rất là thân với Hương Thơ, nên ngay cả Diệu Hương cũng thích Hương Thơ hát bài này, nên Hương Thơ rất là tự tin. Mà nữ ca sĩ Diệu Hương rất là khó nghe quý vị. Rất là khó, không có dễ mà để cho các ca sĩ mà hát cái dòng nhạc của mình đó, là chỉ có những cái lời gọi là gì, phê bình rất là chân thật,
để mà gọi là gì, hướng dẫn cho ca sĩ của mình, đúng không Hương Thơ? Mà chị Hương đã khen Hương Thơ hát bài này à? Hương Thơ nhớ sinh nhật của Diệu Hương là sinh nhật của Song Ngân lần năm nào đó, năm 2 năm về trước, năm 2000. Diệu Hương là yêu cầu Hương Thơ hát bài đó trong sinh nhật Song Ngân. Một lần nữa thì cái mục đích của chúng tôi đây, Hương Thơ sẽ nói với tôi một lần, bây giờ hãy đến với Song Ngân một lần vì với cái show mà rất là đặc biệt và ra mắt lần đầu tiên vào ngày 10 tháng 11 tới đây tại nhà hàng Ngọc Sương. Và một lần nữa xin Song Ngân đọc cái số phone để quý vị phải đặt chỗ trước, tại vì cái hình như có phòng nhỏ, nó chỉ có 5 bàn thôi. Xin mời Song Ngân đọc cái số phone để quý vị đặt ngay. Thì cái số phone của Song Ngân quý vị có thể gọi hoặc là text, tại vì Song Ngân trong cái ngày giờ làm việc rất là bận thì quý vị gọi mà không thấy bắt phone thì quý vị chỉ có text giùm Song Ngân là quý vị muốn đến cái ngày hôm đó là ngày thứ năm 10 tháng 11 sắp đến đây. Đó thì quý và vị phải gieo ha, gieo em Venmo để rồi confirm secure giữ chỗ trước. Hương Thơ thì chơi với Song Ngân nhiều lần trong nhiều năm nay, Hương Thơ biết là chứng kiến những cái màn lỗ rất là ngoạn mục của Song Ngân. Những cái màn mà bỏ tiền túi rất là ngoạn mục, thành ra là Hương Thơ biết cái điều đó, thành ra Hương Thơ vì thương bạn không muốn bạn tiếp tục lỗ như vậy hoài, nhưng mà Song Ngân nói rằng đó nó lỗ nhưng mà nó lỗ chút vừa thì chấp nhận được, có nghĩa là Song Ngân chơi là chơi hết mình. Vì mình Song Ngân nghĩ rằng mình chơi cái gì cũng phải tốn kém hết trơn á quý vị. Quý vị thích chơi chụp hình chẳng hạn, quý vị cũng phải tốn tiền mua máy chụp hình, quý vị cũng phải tốn tiền mua này mua kia, rồi phải edit hình, rồi phải in ra. Rồi quý vị thích chơi thể thao thì cũng phải tốn tiền mua này mua kia. Quý vị thích đi du lịch, quý vị cũng tốn tiền. Thì Song Ngân là yêu âm nhạc thì chắc chắn là phải tốn tiền thôi. Đó thì mình có được một cái nghề nghiệp tương đối là vững vàng, thành ra là Song Ngân có được một cái thu nhập nó đều đặn hàng tháng, thành ra là Song Ngân là một trong những người may mắn, vì Hương Thơ nói là chưa có ai thấy mà làm được như vậy với như Song Ngân hết đó, là vì chẳng qua là trời thương mình cho mình may mắn có một cái công việc ổn định. Thì văn nghệ đối với Song Ngân là một cái chuyện chơi, thành ra Song Ngân bỏ tiền ra để mà chơi đó quý vị. Vâng, cũng như đời sống ngày hiện tại thì quý vị thấy có rất nhiều sự căng thẳng, những cái biến động xung quanh chúng ta, từ đại dịch đến chiến tranh, và những tình người nó cũng bị chia rẽ phân hóa quá, nên âm nhạc sẽ nối kết chúng ta lại với nhau. Và Hương Thơ mượn lên đây cũng mùa tạ ơn, thì cũng nên tạ ơn bà bầu Song Ngân đã mang tới chúng ta một nơi chốn để chúng ta có thể quên đi những cái biến động xung quanh mình, tìm những giây phút thư giãn. Một lần nữa xin mời quý vị đến với đêm thứ phòng năm trà phòng trà sen mỗi tối thứ năm, một tháng một lần, hy vọng một tháng một lần sẽ được đến với quý vị, phải không Song Ngân? Dạ, một tháng một lần thôi nha quý vị, thì một tháng mới có một lần. Thì phòng trà gọi là phòng trà sen, và ngày thứ năm sắp tới đây, ngày 10 tháng 11 là ngày mình khai trương phòng trà sen. Hy vọng Song Ngân có đủ 5 bàn để mà thật là vui vẻ, để mà Song Ngân có cái khí thế để mà làm thêm một đêm nữa vào tháng 12 sắp tới đây. Thì rất là mong gặp lại quý vị, và xin quý vị theo dõi chương trình Cuộc Sống Muôn Màu của Song Ngân vào tối thứ sáu hàng tuần vào lúc 8:30 tối trên đài Lý Đô Sài Gòn TV 56.10. Và xin cảm ơn ca sĩ Hương Thơ rất nhiều, và xin Hương Thơ gửi một lời chào đến quý vị khán giả. Vâng, một lần nữa ngay trong giây phút này quý vị phải ghi lại số phone, xin Song Ngân đọc cho kỹ số phone của mình. 714-943-4526, 714-943-4526. Để đến với chúng tôi hôm đó, Hương Thơ chắc chắn sẽ có mặt, sẽ gửi tiếng hát của mình tới quý vị và được nghe quý vị hát. Và ngoài ra sẽ có những cái special guest bất ngờ, những ngôi sao âm nhạc có thể sẽ xuất hiện trong đêm đó, phải không Song Ngân? Chắc chắn là sẽ xuất hiện luôn, chứ không phải là có thể đâu quý vị. Song Ngân sẽ có những ngôi sao âm nhạc tên tuổi xuất hiện trong đêm đó để mà tâm tình với quý vị. Và Hương Thơ cảm ơn Song Ngân, cảm ơn quý vị đã theo dõi cuộc nói chuyện của chúng tôi, và mong gặp lại quý vị vào ngày 10 tháng 11 tại nhà hàng Ngọc Sương.